Cũng trong ngày 16 tháng 8 năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Ngươn tổ chức lễ ra mắt tổ phụ nữ tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn. Tổ phụ nữ tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn hoạt động tuyên truyền các nội dung về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền luật giao thông đường bộ và các văn bản liên quan gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua của địa phương. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong hội viên phụ nữ, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra ở địa phương.